cioè, sai, non è decidere, no, vai, 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 thì bây giờ anh sẽ úp ba lá này xuống nha, đúng không? Anh sẽ úp ba cái lá này xuống và sau khi anh úp ba lá này xuống rồi á, đó thì anh thì bây giờ ấy, anh sẽ quay lưng đi và em sẽ nghĩ trong đầu đến một lá bài. Bây giờ em nhớ vị trí của ba lá này không? Này, chín bích này, ca rô và sáu rô ở bên này. Đó. Rồi thì bây giờ anh sẽ quay lưng đi và em sẽ nghĩ đến một cái lá bài, thấy chưa? Bây giờ anh sẽ ngửa lên này cho em dễ quay lưng đi và em nghĩ đến một lá bài. Sau khi mà em nghĩ đến cái lá bài đó xong rồi, em sẽ úp cái lá bài đó xuống. Em sẽ úp một cái lá bài xuống. Ok. Rồi bây giờ anh quay lưng đi này, em vẫn để ba lá này lại nhé. Bây giờ anh sẽ quay lưng đi không nhìn này. Rồi bây giờ em nghĩ đến một cái lá bài đi, em úp một cái lá bài của em xuống. Sau khi em úp lá bài và em xong rồi thì bây giờ em lấy hai cái lá bài còn lại em cũng úp xuống, nhưng mà em cháo vị trí hai cái lá bài còn lại cho nhau. Bây giờ anh quay ra nhé, anh quay ra thì anh không thể nào biết được là em nghĩ lá nào đúng không? Chỉ sao? Rồi, bây giờ khi mà anh đã quay lưng đi, anh quay ra không biết là anh nghĩ lá nào rồi thì bây giờ ấy, em muốn cháo vị trí tất cả con bài với nhau không? Có. Ok, em có thể cháo. Em có thể cháo bất kỳ, tùy theo ý em muốn cháo sao cũng được. Đó. Sau khi mà em cháo xong rồi thì bây giờ anh sẽ thử tìm cái con bài của em xem nó là con gì. Ok, anh sẽ thử tìm con bài của em chính xác, và đây là con bài của em.